Ok, hello, hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel và tao mất AZ của mình nha. Thì hôm nay đáp ứng theo yêu cầu của một số fan hâm mộ thì mình đã làm xong cái mod là Joker. Thì chắc các bạn đã quá quen thuộc với cái mod này. Bữa nay mà trong mình không buồn ngủ, ra nói chuyện không có được sung. Mà thôi kệ mẹ đi. Ok, các bạn nhớ 7:30 tối nay anh em mình Zalo Liên Quân livestream nha. Thì Joker là có 3 skin. Thì ở đây các bạn thích skin nào? Từ bên trái qua, đúng không? Bên trái là skin máy chụp hình, chính giữa là skin ông vua, bên phải là skin mặc định. Đó, mình thì mình khoái cái skin là chính giữa. Ai nhắn tin gì? Nhắn tin gì? Đó, thì Joker này nếu mà biết chơi á, nếu mà biết chơi á, thì chơi rất là đã, đúng không? Còn nếu mà không biết chơi thì cũng rất là đã luôn. Vô fit không không đã rồi được nha. Thì bây giờ mình sẽ đi ha, đi quậy ha, đi quậy ha, quậy thành phố ha. Đó, đây là cận cảnh gương mặt biến con mẹ nó thái của thằng quỷ Joker ha. Thì bây giờ đây, đây là chiếc xe mới mua, đúng không? Chiếc xe còn biến thái luôn, chiếc xe có cái gắn cái chân vịt luôn, phải chạy dưới biển. Đó, bây giờ mình sẽ lên xe ha. Nó quá dữ. Ê, khỏe không bộ? Ui, cái thằng sao đứng kìa. Đó, em mới đã nè. Đó, cái gì vậy? Ủa, sao tự nhiên hai thằng đó văng xuống đất vậy? Ủa, tào lao gì, 2-3 này làm cái gì tào lao vậy trời? Xàm lên lại ra bắt nó, đúng rồi đó, đúng rồi đó, hợp lý đó, đúng rồi đó, đi mẹ đi, phải bắn đi chứ, tự nhiên cái bỏ tao chạy à, con mẹ mày, đúng rồi đó, không hết tụi nó cho anh á. Joker mà giỡn hả? Ê, tán chết mẹ, bây giờ mày nhìn đâu? Mày sao đậu đây đi? Đường nó chạy mà đậu. Đậu của cái thằng cha mày. Đậu hả? Ủa, anh chạy hơi bị VIP à. Ok. Ok, bạn nào thích Joker thì comment chữ Z ở dưới, để lại dưới comment ha. Bạn nào mà không thích Joker thì cũng comment chữ Z luôn. Thật ra là ai thích ai không thích thì cũng comment chữ Z luôn. Mình không có chơi Joker cho lắm, tại làm theo yêu cầu của fan hâm mộ thôi. Tại vì thương fan lắm, fan thích là mình làm à. Mấy bữa nay bận lobo quá, không có ra video đều đặn được. Thật là đáng buồn quá đi hả? Đó. Đây, xuống đây đi. Xuống đây đi, tấp vô đây đi. Đây, đi. Rồi, súng này đi. Súng này bắn mới đã nè. Đó. Ồ, nó súng đã vậy. Súng bắn phê thiệt. Ồ. Ồ, thay đạn luôn. Ý, Vinber kìa, biểu tượng này của Vinber đúng không? Giống Vinber quá vậy. Đi, go 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 go. Go go. Ồ, má đậu dừng miệng nhìn đã trời. Nhìn phê ha. Ê, khoan để mình lấy chiếc xe của nó đi.
để cấp chiếc xe của nó chạy đi. Chiếc con chiếc đó có hai bánh à, chiếc này hư rồi chạy không được đâu. Kìa. Đó, lên đây nè, lên chiếc này nè, vô. Rồi, múc. Đó. Bài luôn. Mấy xe tải sao rồi bà mẹ, tự nhiên mày đậu ở đó gì chơi. Chỉ thấy không, thấy không, nè nè, đó đó, cái chỉ gì nè, sàm tù lao biết mẹ, hai thằng biến thái, nhìn mặt thấy biến thái rồi đó. Ê Facebook đâu đây vậy, Facebook đâu đây vậy ba, vô Facebook chơi nè. Facebook hả? Đâu vô kiếm thằng Mark Zuckerberg bắn chết con mẹ mày luôn. Rồi rồi tất cả đều lụm lon, tất cả đã bị bao vây. Tất cả đã bị bao vây. Phá hết luôn. Giết mẹ mà luôn. Facebook hả? Mặt sách hả? Facebook hả? Đi. Rồi. Go. Mấy quần về. Ủa mấy tàu lao kia thế nào cũng ở dưới à. Lộn. Không được, nó bậy. Bắn trước. Khỏi cho mày bắn luôn. Cả nó bị bao vây. Này nói chiếc này chạy mới đã nè. Đây, xe chở tù nhí. Để đi ba. À, gì phút khẩn trương mà ba làm lâu cái gì? Ôi ôi, ngồi sao kìa. Mở cửa bắn đó, đúng rồi. Đúng rồi đó, bắn cái mẹ đi. Thôi. Hợp lý, quá hợp lý luôn. Vô tủ cái mẹ mẹ. Siêu thị kìa. Mang bây giờ mình sẽ đi lại chỗ Stadium. Yeah. Rồi vô chỗ này luôn. Đây, đây là chỗ sân vận động. Mẹ tụi bay luôn. Đó, bây giờ đi phá hết luôn. Mày vô đây, mày vô đây. Mà chửi đâu. Mấy công an dậy vô đây được. Dậy vô được. Đây là nó bất sức và ngoài bất nhập luôn. Đây đây nè. Bắn mẹ bỏ xe này đi. Ngồi gà không được.
Rồi, quá nổ mất sức rồi, họ không có ra được luôn. Rồi, móc cái bọc luôn. Sao chết mẹ. Ôi, Joker này không có chiêu gì ngon hết chứ. Không, Joker này là... bây giờ mình mod cho nó thành God Gator đi. God Gator đi. Đó. Thay đổi không khí rồi. Nghe đầu cháy cháy luôn. Kêu chiếc xe đây coi, kêu chiếc xe đây coi. Đó, chiếc xe đâu? Đây. Đó. Đây, xe của anh đây. Lên bộ. Lên. Xe này được đi được con thằng một cái gì ha. Thôi để anh chạy mình lên mẹ đi. Đó. Đợi hai mẹ lâu mẹ. Rồi móc cái bọc. Thôi cái mod God Gator đó dễ bị lỗi quá, bây giờ mình sẽ cho nó là cái mod này đi. Đó, mình sẽ cho đấu vô một vật bí ẩn, đó chính là The Fit. Yeah, mod The Fit. Thì video sáng 11 giờ ngày mai mình sẽ làm về The Fit, các bạn đón xem ha. Ok, The Fit kìa, đó The Fit thấy không, quay lại đây này. Mày chết mẹ mẹ con. Giây phít hả? Mày giây phít hả? Tao biết chiêu mày quá rồi. Ây da. Mày đâu? Mày lại đây con. Rồi, bóc cái bọc. Ra mấy chỗ rộng rộng đi. Tao không thích đánh nhau mấy chỗ mà hẹp hẹp đâu. Mày ra đây. Mày ra đây, you come here. Hả? Come here. Mày con. Mày lại đây. Mày sống sao? Mày sống sao? Ừ, đúng rồi, nó bắn nó. Mày mẹ đi. Mẹ đi. Thôi rồi. Ok. Rồi, David đây xin. À, bữa đang buồn ngủ làm video không có được sôi động, các bạn thông cảm ha. Cái mẹ đi, dưỡng sức thức khuya có ngày mà mệt mẹ luôn là thiệt. Ok, nó chết rồi nè. David chết rồi nè. Yeah. Rồi, các bạn xem video này, mình thấy đánh giá là video này không được hấp dẫn cho lắm. Nhưng mà các bạn hãy ủng hộ bằng cách là bấm một like ha. Và bạn nào mới xem kênh của mình thì bấm mình cùng một cái subscribe ha. Nhưng mà mình cũng gửi lời đến tất cả các bạn mà không có thích xem thể loại video này. Nếu mà các bạn không thích xem, các bạn cứ qua kênh khác ha. Mình là chủ yếu làm về vui, funny, xả chết cho tất cả anh em. Đừng có vô đây mà comment mấy câu như là làm mất danh dự vị tướng này, làm mất danh dự vị tướng kia, mệt lắm. Mấy cái bạn nó đi ra khỏi kênh của mình đi, mình không có cần mấy cái bạn đó ha. Mình chỉ cần những người vui vẻ, hòa đồng. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Goodbye, see you again.